Và không để các bạn chờ lâu nữa, đây chính là phần 3 của câu chuyện Đất Cổ Người Thái. Sau khi những câu chuyện kỳ dị diễn ra trong nhà thì N thấy nó quá nhiều những câu chuyện linh tinh nên rất là bất an. Hôm ấy chờ Minh đi ngủ trước thì N mới đi nằm. Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, vì làm cả ngày bảo trì nhà máy nên là bạn ấy rất là mệt. Khi mà N ngủ được một tí thì trong mơ N mới thấy là bản thân N nhá đang dậy uống nước, rồi nhìn thấy có một cái người ở trong nhà có cái dáng người rất là giống vợ của N và đứng ngay trong bóng tối đưa tay dắt N lên tầng 2. Trong cái giấc mơ kỳ lạ đấy, N bất giác đi theo như là có người dẫn đi vậy. Khi mà đi lên tầng 2, theo cái người đằng trước vừa đẩy cửa phòng tầng 2 thì N giật mình ngã ngửa ra sau vì ở trên cái quạt trần rõ ràng có bốn đôi chân người thò xuống đung đưa trên trần nhà. Mà mọi người biết tại sao không? Người ta còn nhìn rất là rõ một người. Lúc này N hoảng hốt lộn cổ trong mơ ngã xuống cầu thang. Và khi tỉnh dậy thì hóa ra là ngã từ trên giường xuống. Và khi mở mắt ra thì trời đã hửng nắng rồi. Lúc này N mới thấy sợ, muốn tìm ông chủ nhà kia để hỏi thăm thì không liên lạc được với ông ấy nữa, mà muốn hỏi thăm người quanh đây thì ngại, vì nhà mình còn buôn bán, bây giờ nói ra nhỡ người ta đồn lung tung thì mình mất khách. N cũng tặc lưỡi bảo là chắc là do mình nghe vợ mình kể nên là mình mới đang bị ám ảnh thôi. Cái ngày hôm sau khi mà bạn ấy đến cơ quan thì bạn ngồi tần ngần ra đó không nói chuyện với ai, dù bình thường N là người hoạt ngôn hòa đồng và rất là thích đi trêu chọc các anh em trong tổ. Mọi người thấy lạ nên là mới hỏi là nhà mày có cái việc gì đấy, thì có một cậu em người giao kém tuổi mới hỏi anh N hôm nay anh làm sao đấy, mà trông anh như người thiếu ngủ ấy, mà thiếu sức sống lắm, mà đang cái lúc mà bức bối trong người ấy mà, nên là N kể ngay. Ngày hôm qua ấy, tao mê thế ma, tao sợ quá, hay là cứ bị ám ảnh trong đầu, nó khó chịu ghê ạ. Thì ông em chẳng biết học ở đâu được cái bài chữa cái mê ngủ kia, thì chỉ cho N bảo là anh về ấy, anh lấy ngải cứu, bó vào cái hòn gạch, mà gạch là phải gạch nóng, bọc vào tấm vải, để ở dưới đầu giường là nó hết thôi, ở quê em toàn làm vậy à. N nghe thấy cũng hay hay, thì về làm thử, quả thật là N với vợ ngủ ngon, không mơ hay nhìn thấy gì nữa. Một dạo thì không có chuyện gì, N cũng chủ quan, không để cái viên gạch nữa. Là y như rằng đêm đó lại mơ mê man như hôm trước. Lần này ấy, không chỉ N đâu mà là cả vợ N cùng nhìn thấy hai người mở cửa vườn sau đi vào trong nhà và đứng ở đầu giường, mặc quần áo cõn của người Thái ngày xưa nha. Hai người còn nghe răng trắng ởn ra cười khanh khách, mà mặt xanh lét, tóc tai xù ra, dính cả rơm rác trên tóc. N thì sợ cứng đơ cả người không bật dậy được, mà lúc ngửa mặt lên trần nhà ấy, thì bất ngờ lại nhìn thấy một cái đôi chân rơi tụt xuống đung đưa lủng lẳng trên đầu giường. N mới hãi quá, miệng cứ lẩm bẩm a di đà phật, a di đà phật một hồi rất lâu. Sau đấy bà ấy nhắm mắt lại rồi thả lỏng người ra niệm liên tục, mà không hiểu tại sao N lại niệm phật như vậy, dù trước đó N không theo tôn giáo nào ở dưới xuôi cả. Lúc đấy Minh cũng tỉnh dậy thì N thấy vợ mặt cũng tái mét tái xanh. N mới hỏi ý Minh mới kể rằng là mơ thấy một cái giấc mơ như vậy. Kỳ lạ là hai cái giấc mơ của N và Minh y hệt với nhau. N thấy như vậy là không ổn, mới nhớ đến ông thầy Mo hôm trước. N buột mồm bảo với vợ là này em, hôm ông thầy Mo ấy, ông ấy cúng ở đây thì có bảo là lần này không lấy tiền, lần sau lấy một thể. Có phải là ông ấy báo cho nhà mình biết cái chuyện này xảy ra hay không em nhở? Minh nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý, bảo là thôi, hay là vợ chồng mình mời ông đến lần nữa. Minh mới vác bụng bầu đi cậy nhờ thầy. Thì lần này ông ấy đến, nhưng mà ông ấy không đi vào nhà, mà ông thầy chỉ đứng ở ngoài sân, lấy một cái dấu đỏ vào ngón tay, chấm vào cửa nhà N 3 chấm. Ông ấy đọc một loạt những câu thần chú gì đó mà N và vợ không thể hiểu nổi. Sau đấy ông ấy bỏ đi và ông bảo là tao chỉ giúp được chúng mày đến thế thôi. Lúc này N muốn đưa cho ông ấy tiền thì ông lại bảo như lần trước, nhà mày chưa xong đâu, lần sau tao đến tao mới lấy một thể cơ. N nghe thấy thế thì rợn tóc gáy, nghĩ đến cái điểm không lành. Nếu vậy thì liệu ở đây còn uẩn khúc gì nên ông ấy mới bảo như thế. Và quả nhiên là ông ấy chấm ba cái dấu son đỏ lên cửa thì N và vợ lại không làm sao nữa. Thế lòng rất an tâm, đêm ngủ cũng ngon mà buôn bán lại càng thuận lợi. Và rồi Minh cũng sinh nở cháu lớn rất là thuận lợi, lại còn khỏe mạnh nữa. Cho đến khi mà cháu lớn ấy nó được độ khoảng hơn 1 tuổi thì trong nhà lại bắt đầu xảy ra những cái chuyện lạ. Lúc mà gần sinh nhật 2 tuổi ấy, thì con của N hay ngồi một mình rồi cứ bi bô như là đang nói chuyện bức tường ấy, mà nói là không rõ tiếng nhỉ. Thì lúc đầu ấy hai vợ chồng không chú ý, nhưng mà thấy con cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cái hành động như thế nên là lúc này N mới cảm thấy chú ý. Rồi là đến vợ của N cũng hay thơ thẩn ngồi chải đầu ở cầu thang, rồi mới hỏi N là em có sinh không. N vẫn hay nịnh vợ là vợ lúc nào chẳng sinh. Vợ N xưa giờ rất hiền lành, nhưng mà tự nhiên cái thời gian lúc này tính khí rất thất thường, mà hay đánh con với cả lườm con rất lâu. Thằng bé nó nhỏ thôi nhưng mà cứ đánh nó rất nhiều. N có an ủi với dỗ con cho vợ thì vợ cáu gắt lây cả sang N và hay bỏ ra sau vườn ngồi một mình. Cho đến một hôm nha, định mệnh thế nào N lại đưa con đi ăn cưới một đứa bạn ở trong công ty, thì Minh ở nhà kêu là không khỏe nên là không đi, ở nhà cho quầy thuốc. N cũng chỉ dặn vợ là em nhớ ăn uống đầy đủ với cả lấy thuốc bổ uống đi. Lúc mà trong đám cưới ấy,
N đang ăn thì không hiểu sao lòng cứ bồn chồn, ruột gan cứ như có lửa đốt ấy. N ăn vội ăn vàng, sau đấy ôm con về. Mà mọi người biết không, lúc mới bước vào ấy thì N hốt hoảng vì vợ của mình bị ngã cầu thang, ngất ở đó từ bao giờ luôn. N sợ quá, hô hoán hàng xóm đưa vợ đi cấp cứu thì bác sĩ bảo là vợ N bị đột quỵ, không cứu được nữa rồi. Thì cái lúc này bà đi như chết lặng, rồi cũng đau đớn mang vợ về làm đám tang. Thì lại đúng cái ông thầy mo kia tới làm lễ. Ông ấy an ủi: "Tao chỉ giúp chúng mày đến thế thôi, số mày đã thế rồi. Tao thương con mày nên mới cứu nó sống cho đến lúc con mày được hơn 1 tuổi đấy. Bây giờ á, nó cũng được gần 2 tuổi rồi còn gì. Nhà mày á, có con ma, nhưng là ma từ lâu rồi, tao không đuổi được đâu. Sau nhà chúng mày á, có 2 cái mộ của người Thái, lâu năm lắm rồi, nên nó vào nhà nó ám mày đấy. Còn có vong con đàn bà, nó chết trẻ ở tầng 2 nữa, là 3 cái vong nó phá nhà mày cơ." N nhớ ra khoản nợ, nợ ông thầy, nên là có rú cho ông ấy ít tiền. Nói rồi, ông ấy chịu cầm tiền công, sau đó đi về. Về sau á, N cũng kể là bà ấy cố gắng bán nhà cho một ông hàng phở ở trong chợ với giá rất là rẻ. Thì mới biết được là nhà này ngày xưa là của một cô giáo viên, chồng là lái xe, nhưng mà chồng cô ấy không may lại nghiện hút đi suốt ngày. Còn cô này bị đồn ý, là bị cái ông hiệu trưởng trường. Rồi về nhà cô ấy uất quá, cô ấy mới... Dân ở đây nhiều người biết nhưng mà không dám tọc mạch. Nay thấy nhà N bán nhà mới nói cho N biết. Còn mọi người thắc mắc cái cuộc sống của N bây giờ à? Thì về sau á, N cũng xin về dưới xuôi làm. Sau rồi là quen được cái cô vợ hai này thì cũng lấy vợ hai. Và cháu lớn hiện đã lên cấp 1 rồi. Hiện tại gia đình sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Nay N mới kể và chia sẻ câu chuyện này để bạn nào á, có ý định mua nhà, nhớ hãy xem xét thật kỹ nhé. Nhất là ở vùng cao có nhiều nhà mà người ta có mộ cổ của người đồng bào. Có khi á, họ còn chôn đến cả 100 năm không ai biết ở bên dưới á, nên là rất là nguy hiểm. Vì là N nghe phong phanh là cái ông bán phở mà mua nhà của N mới đây á, cũng đã mất vì đột quỵ nha. Và mất ngay giữa chợ lúc đang bưng phở. Các bạn nếu có những câu chuyện tương tự thì các bạn cũng có thể vào đường link bio của mình ở trên đầu trang cá nhân và chia sẻ hòm thư cho mình và mọi người cùng được biết với nhé.